Ông Trần Lê Điểm Sáng thu hút đầu tư FDI của cả nước. Vài năm trở lại đây, thị trường bất động sản tại tỉnh Bình Dương cũng đã chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ khi hàng loạt các dự án đã được các chủ đầu tư triển khai. Vâng, và đặc biệt trong giai đoạn năm 2020-2021, tỉnh này còn chi hơn 10.000 tỷ đồng để nâng cấp về cơ sở hạ tầng. Điều này càng giúp cho thị trường bất động sản tại đây trở nên sôi động hơn, và nhất là sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát. Mỗi ngày, sàn giao dịch bất động sản của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh tiếp khá nhiều người mua nhà và cả những nhà đầu tư. Trong đó, phần lớn đều quan tâm đến các dự án đang được triển khai tại tỉnh Bình Dương, địa phương giáp danh với thành phố Hồ Chí Minh. Mình đang muốn mua ở khu vực tỉnh, về vùng ven thành phố Hồ Chí Minh, ví dụ như Đồng Nai hoặc Bình Dương. Giá nó sẽ rẻ hơn thành phố rất là nhiều. Hiện tại thì mình đang quan tâm cái dự án Urban Skyline của chủ đầu tư Đất Xanh. Thì mình thấy cái dự án này vị trí của nó cũng khá là đẹp, nằm ngay mặt tiền đường Nguyễn Văn Tít. Thì theo mình được biết, cái mặt tiền này nó rất là sầm uất, mình rất là thích. Thống kê sơ bộ, trong nửa cuối năm nay, tỉnh Bình Dương đón khoảng hơn 20.000 nguồn cung căn hộ. Trong đó, thành phố Thuận An chiếm đến 75% nguồn cung. Với hạ tầng giao thông thuận lợi, chỉ cách thành phố Hồ Chí Minh chưa đầy 10 phút, nên độ hấp thụ thị trường căn hộ tại đây luôn ở mức cao. Mức tiêu thụ rất là nhanh, hiệu suất lợi nhuận cho thuê căn hộ tại Bình Dương cao hơn tại thành phố Hồ Chí Minh. Với một cái tầm tiền 2 tỷ mua một căn hộ chung cư tại thành phố Hồ Chí Minh ngay Phạm Văn Đồng giáp với Bình Dương thì chỉ cho thuê được khoảng 89 triệu, trong khi với giá tiền đó một căn hộ Bình Dương có thể cho thuê được 12-13 triệu. Bởi vì Bình Dương chưa có căn hộ phân khúc B cộng, tức là trung cấp. Cái điều thứ hai là sự giãn dân. Từ thành phố Hồ Chí Minh bây giờ đã lan ra các vùng ven đô. Là địa phương có tốc độ đô thị hóa cao, nhiều khu công nghiệp lại thu hút lượng lớn lao động nhập cư, nhu cầu nhà ở tại Bình Dương hiện nay đang rất lớn. Bên cạnh đó, sau dịch COVID-19, Bình Dương còn đón một làn sóng dịch chuyển nhà máy của nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Việc này sẽ kéo theo sự gia tăng dân số, thu hút nhiều chuyên gia đến làm việc tại địa phương. Các nhà phát triển, phân phối dự án dự báo, những tháng cuối năm và bước sang năm sau, thị trường bất động sản tại Bình Dương sẽ tiếp tục sôi động.